Mẹ chồng đi khám bệnh nên nhờ sang trong nhà. Cô gái ớn lạnh khi thấy chiếc xích đu trong nhà tự đung đưa. Mới đây, một cô gái đã chia sẻ lên mạng xã hội đoạn video khiến nhiều người không khỏi rùng mình. Theo lời chủ Tuts, mẹ chồng cô đi khám bệnh ở Sài Gòn nên đã nhờ cô đến trong nhà. Cô gái đã ở 9 ngày rồi, không có chuyện gì xảy ra. Nhưng đến ngày thứ 10, khoảng 7 giờ tối khi chuẩn bị ra đóng cửa, thì giật mình khi thấy chiếc xích đu không có người ngồi, đột nhiên tự đung đưa. Chiếc ghế khá cũ cứ dịch chuyển lên xuống nhịp nhàng trong hơn 2 phút. Không biết sau khi tắt cam thì hiện tượng lạ này còn tiếp diễn hay không, nhưng không gian tĩnh lặng càng khiến cô gái hoang mang sợ hãi. Chiếc xích đu khá to và nặng, nếu có gió mạnh cũng chưa chắc đã tự đu được như vậy. Liệu có một thế lực vô hình nào đó đã điều khiển nó chăng? Chứng kiến cảnh tượng ma quái này, nhiều người cho rằng có thể một vong hồn nào đó đang luẩn quẩn trong nhà và ngồi chơi trên chiếc xích đu này. Còn bạn có lạnh gáy khi xem được video này hay không? Hãy để lại bình luận ngay phía bên dưới nhé!